Một tuần mới lại đến, những người làm chương trình rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đau nhức xương khớp là căn bệnh thường gặp khi sau mùa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống. Bên cạnh việc điều trị bằng y học hiện đại, một số bài thuốc dân gian từ cây nhà lá vườn sẽ giúp bạn giảm các cơn đau do bệnh xương khớp hành hạ. Thông tin có tại trang sức khỏe 24 giờ. Theo lương y Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội, Lá lốt có vị nồng hơi cay tính ấm. Theo kết quả nghiên cứu của y học hiện đại, lá lốt có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau khá tốt. Với tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau của cây lốt như vậy, khi bị đau nhức xương, bạn nên dùng bài thuốc từ 5 đến 10 gram lá lốt phơi khô, sắc hai bát nước, còn 1 phần 2 bát uống trong ngày. Uống khi thuốc còn ấm, nên uống sau bữa ăn tối. Mỗi liệu trình điều trị 10 ngày. Tỏi có vị cay tính ấm, có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm, vì thế mà dùng nó để chữa trị chứng đau xương, các khớp rất hiệu quả. Từ xưa ông bà ta đã sử dụng tỏi ngâm rượu để xoa bóp, chữa viêm khớp, đau khớp khá hiệu quả. Các chuyên gia cho biết dùng tỏi mỗi ngày 2 lần và dùng từ 4 đến 6 tuần để ngăn ngừa tình trạng viêm khớp dạng thấp hữu hiệu bạn có thể ngâm tỏi cùng với rượu trắng khoảng 45 độ để trong khoảng 10 ngày cho đến khi nước chuyển sang màu vàng nghệ là có thể dùng được. Mỗi ngày dùng 2 lần, mỗi lần khoảng 10ml là đủ. Lúc đầu chưa quen, bạn có thể pha cùng với tí nước ấm rồi uống. Lưu ý cách 2 ngày bạn nên lắc lọ một lần để tỏi ngấm đều vào rượu. Trong cà cây leo có chứa một chất gọi là bravonoid có tác dụng chống viêm hiệu quả. Bạn chỉ cần sắc khoảng 10 đến 20 g rễ cà gai leo uống mỗi ngày có thể giúp chữa bệnh phong thấp, gân cốt đau nhức, sưng tê khớp, hoặc bạn cũng có thể kết hợp cà gai leo cùng nguyên liệu thiên nhiên khác như 80 g lá lốt, 300 g cỏ xước, 300 g thổ phục linh, 100 g quế chi, 300 g cà gai leo. Đem tất cả nguyên liệu này phơi khô, tán nhỏ rồi ngâm với lít rượu trắng trong khoảng ít nhất là 10 ngày thì đem ra uống. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần uống khoảng 30ml sẽ làm giảm những cơn đau khớp nhanh chóng. Đồng thời, thức uống này cũng rất tốt cho gân cốt. Gừng có chứa hàm lượng lớn tinh dầu và có khả năng sát khuẩn, chống viêm nên có tác dụng giúp giảm các cơn đau nhức hiệu quả. Bạn có thể dùng 200g gừng tươi, ép lấy nước và đun nhỏ lửa cùng với khoảng 120g đường đỏ và 400ml rượu trắng cho đến khi sôi là được. Hãy uống nước này trước khi đi ngủ, mỗi lần uống một ly nhỏ sẽ giúp giảm đau nhức khớp. Mỗi ngày tốt nhất nên ngâm chân một lần bằng nước muối ấm và gừng vào thời gian thuận lợi, ngâm từ 15 đến 30 phút, ngâm chân hàng ngày vào buổi tối, không chỉ có lợi cho chân mà còn giúp phòng ngừa nhiều bệnh cho toàn thân. Lấy lá ngải cứu trắng rửa sạch, cho lẫn muối vào rồi đổ nước nóng lên sau đó đắp vào khớp. Khi khớp bị sưng, đắp ngải cứu muối ấm sẽ làm cơn đau giảm đi khớp bớt dương hơn. Còn với người có nguy cơ cao bị đau khớp như người lớn tuổi, người béo phì, có thể dùng bài thuốc này trường lên khớp hàng ngày sẽ có tác dụng phòng bệnh. Cây số hổ, họ trinh nữ còn được gọi với những cái tên khác như trinh nữ, cỏ thẹn, mắc cỡ. Theo y học cổ truyền, cây số hổ có vị ngọt, tính, hơi hàn, có tác dụng chấn tĩnh, an thần, chống viêm, làm dịm đau và hạ áp. Người đau xương khớp có thể dùng cây số hổ, lá lốt, mỗi thứ 40 đến 50g, lá long não 20g, quế chi 15g, hắc hương, tía tô, cây hy thiêm, lá ngải cứu, đơn tướng quân mỗi thứ 30 đến 40g cho tất cả vào nồi, thêm nước xâm sấp đun sôi tới khi có mùi thơm tỏa ra, trùm vải kín để hơi thuốc ngấm vào bộ phận bị bệnh, xông khoảng 10 đến 15 phút mỗi ngày, tới khi mồ hôi ra toàn thân thì dừng lại, nên xông hoặc tắm hơi ngày một lần, mỗi liệu trình 2 tuần, sau đó nghỉ một tuần rồi làm tiếp liệu trình khác. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai sẽ là thông tin về những lưu ý khi tập thể dục trong mùa lạnh mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt